lộ những dòng trạng thái cuối cùng của nghệ sĩ Hải Anh Vũ trước khi đột ngột qua đời. Vào tối ngày 1 tháng 4, theo giờ địa phương, diễn viên Hải Anh Vũ qua đời đột ngột sau một đêm diễn. Vợ chồng diễn viên Kha Ly, Thanh Duy là những người cùng đoàn tham gia biểu diễn vẫn chưa hết bàng hoàng. Các nghệ sĩ đều đang đợi kết luận nguyên nhân sự ra đi của đàn anh từ phía cảnh sát Mỹ. Trước khi qua đời vài tiếng, anh Vũ vẫn vui vẻ và chia sẻ hình ảnh về đêm diễn ở Mỹ, bên cạnh các nghệ sĩ như danh ca Hương Lan, Kha Ly, Minh Luân. Anh chia sẻ tour diễn lần này là đợt xuất ngoại đầu tiên trong năm 2019. Show đầu tiên xuất ngoại trong năm 2019, anh Vũ thương chúc cả nhà nhiều sức khỏe và thành đạt. Anh viết, vào hôm 24 tháng 3, anh Vũ tham gia hoạt động thắp đèn cúng Phật tổ chức ở chùa Phổ Quang. Anh Vũ phát hiện mắc bệnh ung thư đại tràng từ năm 2000. Anh lạc quan khi đã chiến thắng căn bệnh quái ác nhờ lối sống lành mạnh và chăm rèn luyện sức khỏe. Đồng nghiệp cho biết sau đêm diễn vào cuối ngày 1 tháng 4, anh Vũ về nhà một người quen tại quận Cam, sau qua đời khi đang ngủ. Cảnh sát Mỹ hiện phong tỏa hiện trường. Nghệ sĩ Hồng Vân cho hay đang liên lạc với gia đình và tìm mọi cách sớm nhất để đưa anh Vũ về quê hương. Các anh chị em nghệ sĩ cũng ngừng biểu diễn một tuần để lo liệu tang lễ cho anh Vũ. Hình ảnh trong chuyến đi đến Bình Phước từ thiện của anh Vũ cùng nhóm bạn vào hôm 16 tháng 3. Trong cuộc sống này mấy ai không có lỗi, biết lỗi sai, biết sửa mới thành người. Trong cuộc đời mấy ai không vấp ngã rồi biết đứng dậy mới thành công. Anh chia sẻ trên trang cá nhân vào hôm ngày 3 tháng 3. Trong những ngày đầu tháng 3, anh cùng Ngọc Trinh, Khương Ngọc biểu diễn tại ngôi chùa ở Vĩnh Long. Nhờ đi diễn cho chùa mà nhóm 24.0 được thành lập với các thành viên anh Vũ, Ngọc Trinh, Khương Ngọc, một đêm diễn nhiều khán giả. Ngọc Trinh viết, hình ảnh anh Vũ vui tươi, khỏe mạnh trong ngày đầu năm mới. Anh Vũ sinh năm 1972 trong một gia đình đông anh chị em. Nghệ sĩ hài từng là phó giám đốc sân khấu kịch Kim Châu. Anh là một trong những diễn viên hài được khán giả cả nước yêu mến. Vào hôm 31 tháng 1, anh Vũ chia sẻ ảnh bên nghệ sĩ Hồng Vân. Lúc này anh lên tiếng về tin đồn rạn nứt tình chị em. Gần hết năm cũ âm lịch mà vẫn bị thị phi. Đây là lần đầu tiên trên mạng xã hội mà anh Vũ đăng tự sự của mình. Miệng đời ghê quá, đã là bạn đừng bắn đạn sau lưng. Tình nghĩa của chị em tôi, Hồng Vân và anh Vũ như máu thịt. Anh chia sẻ. Hé lộ chi phí khủng để đưa thi hài anh Vũ về Việt Nam, con số quá lớn. Nghệ sĩ hài anh Vũ qua đời lúc 5 giờ sáng, tuy nhiên mọi chuyện quá đột ngột. Người thân chỉ biết cập nhật tin tức từ đồng nghiệp thân thiết của anh Vũ tại bang California. Nguyên nhân chính của cái chết hiện đang được chia sẻ từ người thân. Trước đó, theo chia sẻ từ đồng nghiệp, anh Vũ đã có những dấu hiệu đột quỵ trong thời gian tập luyện trước giờ lên sân khấu. Hiện thi thể của anh Vũ nằm ở bệnh viện Mỹ. Gia đình nghệ sĩ cho biết cũng đang bối rối, nhưng sẽ đưa thi thể về Việt Nam mai táng. Là người chị thân thiết gắn bó nhiều nhất bên anh Vũ, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân bày tỏ niềm thương tiếc trước cái chết ở nơi đất khách quê người của người em thân thiết. Nhận tin dữ về anh Vũ sáng sớm nay, chị vẫn không tin đó là sự thật. Vượt qua nỗi đau, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân cùng nhiều nghệ sĩ khác cùng xin phép gia đình tổ chức quyên góp với mong muốn đưa anh về Việt Nam, thay vì phương án hỏa táng tại Mỹ và mang tro cốt về. Liên quan đến sự qua đời đột ngột của nghệ sĩ anh Vũ khi đang thực hiện dở chuyến lưu diễn tại Mỹ, hiện gia đình anh đã biết tin và đang hoàn tất các thủ tục để có thể đưa anh về Việt Nam mai táng. Trên trang cá nhân, để tránh giả mạo, Hồng Vân khẳng định số tài khoản duy nhất đứng ra nhận quyên góp là tài khoản của chị. Được biết số tiền 20.000 đô là hơn 500 triệu đồng. Như vậy với con số này, nghệ sĩ Hồng Vân và gia đình đang hy vọng đưa được thi hài anh Vũ về nước. Còn số tiền hỏa thiêu tại Mỹ và đưa hài cốt về Việt Nam là 10.000 đô, khoảng 232 triệu đồng. Ngay sau đó, trên trang cá nhân trưa nay, Nhật Kim Anh đã chuyển 10 triệu đồng cùng lời nhắn. Thương anh quá, chỉ biết niệm Phật cho anh ấy. Nghệ sĩ Xuân Hinh nhắn, anh ở xa, nhờ em gửi 5 triệu giúp rồi mai anh chuyển cho em. Đến hiện tại, Hồng Vân đăng tải sao kê cho thấy đã có 580 triệu đồng được chuyển vào tài khoản. Số tiền vẫn đang tăng lên khi bài đăng được chia sẻ. Điều cuối cùng, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân mong muốn chính là đem thi thể nghệ sĩ anh Vũ về quê nơi đất mẹ. Và nghệ sĩ chia sẻ đóng thẻ lại không nhận tiền ủng hộ giúp đỡ nữa. Nói như nghệ sĩ Hồng Vân, đến cuối cuộc đời mà anh Vũ vẫn còn phải tha phương. Nhiều nghệ sĩ Vbiz cũng hy vọng sẽ đưa được thi thể anh Vũ về Việt Nam. Hé lộ vai diễn cuối cùng của nghệ sĩ hài anh Vũ, nhiều biểu hiện lạ trước khi đột ngột qua đời. Nghệ sĩ hài anh Vũ đột ngột qua đời ở tuổi 47 khi đang lưu diễn một chương trình ca nhạc hài kịch tại California. Trong vở Hương vị tình yêu,
về mối quan hệ tình cảm bị cách biệt tuổi tác giữa thế hệ người Việt trong và ngoài nước. Anh đóng vai một thanh niên đồng tính tên Tùng. Cô nghệ sĩ giữ vai phụ, kết nối các nhân vật chính do diễn viên Kali, Trí Quang, Quý Bình, Minh Luân, Kim Tuyến, Hồng Loan, Hà Linh thể hiện. Ở hai suất kịch vào 13h30 và 18h30 ngày 31 tháng 3, mỗi lần xuất hiện trên sân khấu, anh Vũ được khán giả tán thưởng nồng nhiệt. Kali kể mọi người thích nhân vật Tùng. Ở suất đầu anh tỉnh táo và thoại rất tốt, thêm những miếng hài gây cười ngoài kịch bản. Đến suất thứ hai, anh ấy hơi quên thoại, nói lắp bắp một chút. Ai cũng nghĩ do diễn liên tục nên anh ấy mệt. Cô nhớ lại. Bộ show Thúy Yển cho biết sau khi hoàn thành vai, anh Vũ mừng rỡ khoe với bà, anh đã cân cả vở kịch. Khán giả cười rần rần và vỗ tay không ngớt. Suất diễn thứ hai của anh kết thúc lúc 23 giờ trong sự ủng hộ nhiệt tình của người xem. Sau chương trình, nhiều nghệ sĩ rủ anh Vũ đi ăn, mừng thành công nhưng anh bảo mệt vì đêm không ngủ, muốn về nhà nghỉ ngơi. Mọi người không ai ngờ đó là lần cuối gặp anh. Anh Vũ không chỉ sống trọn vẹn với vai cuối đời mà luôn dốc sức cho sân khấu lẫn phim ảnh. Đạo diễn Đức Thịnh kể từng đóng chung với cố diễn viên trong vở Ngõ Tình. Lúc đó anh Vũ mạnh về thoại hài, anh luôn có một cuốn sổ tay nhỏ để ghi chép lại những chi tiết. Anh Vũ dễ thương, yêu sân khấu lắm, anh có nét diễn liến thoắng, tí lia duyên dáng không lẫn với ai. Đức Thịnh chia sẻ, ở sân khấu, anh có nickname Hề Thơ vì thường đưa ra lời thơ vào thoại. Sau vai má mì trên phim điện ảnh Gái Nhảy, anh tham gia gala cười và đoạt giải nghệ sĩ hài được yêu thích trong 3 năm liên tiếp. Còn ở Khi Người Đàn Ông Mang Bầu, cố diễn viên hài vào vai ông bán gà, anh giữ nguyên mái tóc phúc keo, đụng bụng, mặc váy bầu màu đỏ. Vẻ mặt đanh đá của anh khi mời khách mua hàng khiến khán giả xem phim không nhịn được cười. Ở phim điện ảnh Xóm Trọ 3D, chuyển thể từ vở kịch cùng tên, anh Vũ tham gia ở vai trò khách mời. Trong phim, anh vào vai người hàng xóm của má Lâm, chủ nhà trọ, nơi có những anh chàng đồng tính theo đuổi nhiều đam mê trong cuộc sống. Cô diễn viên sinh ngày 28 tháng 7 năm 1972, anh là con thứ năm trong một gia đình nghèo có 7 anh chị em. Cha là công nhân, mẹ bán trái cây, nghệ sĩ phải bươn chải để lo cho gia đình và phấn đấu gắn bó với diễn xuất. Anh từng là phó giám đốc sân khấu kịch Kim Châu, một trong những sân khấu cũ do Hồng Vân quản lý. Anh Vũ phát hiện bệnh ung thư đại tràng năm 2000, chiến đấu với bệnh tật 19 năm trước khi mất. Hello, cuộc sống nghèo khó, gia đình bất lực không thể đưa anh Vũ về Việt Nam khiến ai cũng xót xa. Là người chị thân thiết với anh Vũ trong nghề diễn, nâng đỡ anh từ những ngày khó khăn nhất, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân cho biết coi anh như ruột thịt. Do đó khi hay tin đàn em qua đời, bà bầu sân khấu kịch Hồng Vân không khỏi bàng hoàng. Chị viết trên trang cá nhân, anh Vũ của chị, biết tin em mất từ lúc 5 giờ sáng nhưng đến bây giờ chị cũng chưa khỏi bàng hoàng. Chị em chúng mình gần như ruột thịt, em đã bên cạnh chị suốt bao nhiêu năm qua. Sự ra đi của em quá đột ngột với chị và biết bao nhiêu là khán giả của em trên khắp mọi nơi. Bên cạnh sự xót xa, Hồng Vân còn chia sẻ hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Vũ. Nữ nghệ sĩ cho biết, gia đình của anh Vũ và bạn bè, đồng nghiệp rất muốn mang thi thể của anh về Việt Nam. Nếu cố gắng lắm thì cũng có thể mang hài cốt của em về thôi. Đến cuối đời mà anh Vũ vẫn phải tha phương, không được ở quê hương xứ sở thì tội quá. Vì muốn được đưa người em về nước, bà bầu của sân khấu đã kêu gọi mọi người quyên góp, chung tay giúp đỡ gia đình thông qua số tài khoản của mình. Mong mọi người giúp em lần cuối để được quê mẹ và cũng là để chúng ta gặp mặt em lần cuối. Nghệ sĩ Minh Nhí cho biết thêm chi phí để đưa anh Vũ từ Mỹ về Việt Nam, thủ tục phức tạp và tốn kém. Gia đình nam diễn viên hài không khá giả nên việc này quá sức với mọi người. Trong khi đó diễn viên Kali cũng tiết lộ phía gia đình anh Vũ đã nói chuyện với cảnh sát Mỹ. Gia đình anh Vũ rối bời chưa biết xử lý như thế nào vì khoảng cách địa lý và kinh tế. Anh Vũ qua đời vào sớm ngày 1 tháng 4 tại Mỹ. Anh sinh năm 1972 tại thành phố Hồ Chí Minh. 19 năm trước, anh từng phải đối diện với bệnh ung thư đại tràng nhưng may mắn khỏi bệnh. Nam diễn viên từng chia sẻ bí quyết sống khỏe của anh là chăm chỉ tập thể dục như đi bộ, yoga và giữ tinh thần lạc quan. Trong sự nghiệp diễn xuất, anh Vũ từng đoạt nhiều giải thưởng như diễn viên xuất sắc nhất tại Gala Cười, Giải Nụ Cười Vàng, Cù Nèo Vàng. Nam diễn viên hài từng tham gia hàng chục vở kịch tại sân khấu Hồng Vân, gồm cả hài và bi kịch. Anh Vũ từng được yêu thích qua nhiều vai diễn hài trong phim Khi Đàn Ông Có Bầu, Gái Nhảy, Gái Ế Kén Chồng. Năm 20 tuổi, anh từng kết hôn nhưng nhanh chóng chia tay. Anh sống cùng mẹ tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.